Em chào tất cả các bác đến với kênh cây giống cỏ ba miền các bác nhé. Thì tiếp tục cái video của em sẽ giới thiệu tất cả các bác về những cái dòng cây độc lạ. Hôm nay thì theo cái yêu cầu rất nhiều khách hàng các bác nhé, thì từ đầu năm đến giờ thì rất là hot về những cái dòng lựu cổ này, cũng những dòng lựu đỏ của Ấn Độ. Thì hôm nay thì rất là nhiều khách hàng của em lên đây để giới thiệu cho các bác về những cái dòng lựu đỏ Ấn Độ các bác nhé, những cái dòng cây bonsai, cây đẹp đang cho quả các bác nhé. Thì hôm nay thì nhà em cũng về một lô hàng lựu đỏ Ấn Độ, em lên đây để giới thiệu luôn cho các bác nhé. Thì những cái hàng này em thì nó sẽ là thuộc hàng nhỏ hơn một chút so với những cái lô mà năm ngoái em lên cho bác xem, thì cái giá sẽ rất là rẻ cho các bác. Thì để cho tất cả các bác, những cái bác hàng khách hàng nào mà tài chính nó còn ít thì các bác vẫn có thể là sở hữu được những cái cây lựu đỏ Ấn Độ để các bác chơi tại gia đình mình các bác nhé. Đây em xin giới thiệu cho các bác về dòng lựu đỏ Ấn Độ. Thì các bác đã biết là lá lựu đỏ Ấn Độ rất là xoăn các bác nhé, và lá nó dày, đây các bác thể thấy đây. Và khi ra trái thì trái cho màu rất là đỏ các bác nhé, và quả khá là to. Vì những cái cây này thì để rất là nhiều quả nên là trái nó cũng sẽ không được, với lại chăm bón trong cái chậu này các bác. Thường là nếu mà các bác trồng kinh tế thì các bác sẽ trồng vào những cái chậu mà nó sẽ là các bác trồng nó dưới đất, thì quả nó sẽ các bác chăm sóc thì các bác bón phân thì trái rất là to. Còn đối với những cái hàng mà đánh lên chậu này, các bác chơi bonsai thì thông thường thì là để quả rất là nhiều các bác nhé. Các bác đã biết là khi mà các bác trồng lựu thì hoa lựu cho rất là nhiều, có nhất giá rất là nhiều, và các bác cũng ngại lười đi bấm tỉa ấy, thì các bác sẽ để rất là nhiều trái trên cây, vì đó nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến về cái kích cỡ của quả các bác nhé. Trái thì cũng khá là to và đẹp các bác nhé, trái rất là đỏ, còn đây là lá lựu Ấn Độ các bác nhé. Nhưng bác nào mà trồng lựu Ấn Độ đấy, bác có thể nhìn bên ngay lá rất là to và xoăn và nó dày lá các bác nhé. Hàng này thì nhà em vừa mới xuống xe luôn thôi, cho nên là cây nó còn hơi là gọi là yếu cây một chút các bác nhé, lá nó hơi héo một chút, lá rất là đẹp, còn vẫn thì quả rất là xa, đây cái trái rất là to các bác nhé, đó, đây là trái lớn độ rất là to và đẹp, đấy các bác có thể thấy này. Màu cực kỳ đẹp luôn các bác nhé, hàng này các bác trồng ở những cái biệt thự sân vườn thì nó rất là đẹp. Những cái cây này thì hoành khá là bình nhỏ thôi. Còn những cây to này thì là khách đã đặt rồi. Để em đo cho bác một vài CVD thôi. Những cái cây này vành gốc nó được khoảng tầm vành gốc nó được khoảng tầm 10 đến 12 phân các bác nhé. Đường kính gốc được khoảng 10 đến 12 phân. Thì vành của nó rơi khoảng tầm hơn 30 phân các bác. Hơn 30 phân một chút. Những cái này là vành nó rơi khoảng tầm 39 phân. 39 40 phân các bác nhé. Hàng này thì khách đặt rất là nhiều rồi các bác nhé. Thấy những cây này thì nhà em cũng đã bán được. Khách nào mà đặt hàng thì em cũng sẽ đánh dấu cho các bác nhé. Em ghi đã bán ở đây rất là rõ. Trái lựu Ấn Độ các bác này, đây lá. Đây các bác nhìn lá quả này là cây này là các bác gì? Nhìn lá Ấn Độ lựu Ấn Độ là chuẩn nhất đấy các bác này. Lá rất là to và đẹp luôn các bác nhé. Trái khá là ngon. Lựu Ấn Độ rất là ngon và ngon đẹp các bác nhé. Những cái bác mà trồng những cái dòng lựu Ấn Độ này trên chậu này, đa phần là nhà sẽ thường là biệt thự này, các bác chơi về phong thủy cũng như là chơi hoa lựu. Những cái khách hàng mà các bác chơi những cái dòng cây lựu mà to như này thì thông thường thì các bác sẽ trồng ở biệt thự các bác nhé. Biệt thự vườn rất là lớn rồi, các bác trồng cái cây lựu này thì nó mang cái ý nghĩa phong thủy, tức là mang tài lộc này. Thứ hai là nó bên Trung Quốc thì các bạn có quan niệm là hiểu tránh tà đấy các bác. Và theo em thấy thì cái lựu này các bác chơi hoa rất là đẹp. Đa phần lựu này nhìn hoa cực kỳ đẹp bác nhé, mùa hoa đậm, và đặc biệt là khi quả nó đậu ấy thì trái cho to, và khi mà trái có màu đỏ này nhìn khá là bắt mắt các bạn. Thế là đa phần là những cái bác mà chơi những cái hàng này thì thường sẽ rất là khách sẽ là có điều kiện bác nhé, và rất là vip. Những cây này thì nó có hơn 100 triệu không, còn những cái cây nhỏ này thì nó chỉ tầm vài chục thôi, thì là tất cả những khách hàng mà tài chính thấp một chút thì cũng đều có thể là sở hữu các bác nhé. Thì những cái cây này cũng khá là đẹp, các bác trồng rất là đẹp, trồng ở nhà, nhà khoảng tầm 2 tầng thì trồng cây này rất là phù hợp các bác nhé. Các bác nhìn ở vườn thì nó vườn rất là rộng, cho nên là các bác có thể thấy là những cây này có thể nó hơi nhỏ một chút thôi, nhưng mà khi các bác trồng tại nhà các bác ấy, khi mà để cái không gian nó hẹp một chút thì là những cây này thì nó rất là to, bác nhé, các bác đặt xuống thì rất là to luôn, bởi vì những cái chậu này có những cái chậu đường kính gần 1 mét đấy các bạn, những cái chậu này là 1 mét các bác nhé, còn những cái chậu này thì khoảng tầm 80 phân. Trái rất là đẹp các bác nhìn nhỉ, rất là hấp dẫn các
cực kỳ đẹp luôn. Để các bác có thể thấy này, rất là nhiều quả các bác nhá, cực kỳ nhiều luôn. Lần này đi quá rất là sai các bác nhá. Đây là cái này ra hơi nhiều quả nên là trái nó nhỏ một chút. Nếu mà các bác muốn chăm một nô nịu mà những cây nịu mà chơi mà trái to ấy, thì khi mà ra hoa thì các bác ngắt mắt vợi đi chứ. Một cây thì các bác chỉ để khoảng tầm 20 quả thôi. Những cây này thì để tới 40-50 quả thì nó sẽ là không đủ cái chất dinh dưỡng. Bón như đây nên thì cây nó sẽ không ăn được nhiều chất dinh dưỡng thì quả nó không được to các bác nhé. Có những cái trái sinh đốn rất đẹp các bác. Vì sao mà nịu nó lại mang ý nghĩa phong thủy này? Đây các bác thể thấy này, trái nhìn rất là đẹp đúng không các bác? Đây là trái nịu Ấn Độ, ra theo chùm cứ 2-3 quả một chùm rất là đẹp các bác nhé. Và những cây này được tạo tán bonsai, những cây này chiều cao nó phải tầm 3 mét các bác nhé, nhìn rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn các bác. Các bác có thể thấy này, rất là đẹp. Thì em sẽ quay chi tiết từng cây một như này. Nếu mà bác nào mà thích cây nào các bác nhé, thì bác có thể là chụp ảnh màn hình và gửi qua Zalo cho em nhé. Zalo thì em sẽ để trên màn hình. Cái số lượng hàng em rất là nhiều và thông thường thì bán đi rất là nhanh. Những cái cây này thì chắc chỉ khoảng tầm từ 2 đến 3 tuần là hết thôi. Những cái cây này, như những cái cây này thì cốt rất là đẹp này các bác này. Rất là thẳng luôn. Phát thân được khoảng tầm 50 phân. Tay cành rất là đẹp các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Đó các bác về các bác chơi thì rất là đẹp. Cây này thì quả nó chưa được chín lắm. Những cây này thì rất là to rồi. Các bác thấy này. Đứng lên còn rất là nhỏ bé so với cái cây luôn. Và trái rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Đối với những cái cây này thì khách hàng phải đặt trước các bác nhé. Em sẽ order về cho các bác. Đó, cây cực kỳ đẹp. Hàng này thì gốc nó khoảng tầm 20 phân, vanh nó rơi vào 70 phân các bác nhé. Tán vào tay cành rất là đẹp, nở rất là đẹp đều. Đó, hàng này thì em gửi ảnh cho các bác chọn từ bên kia rồi. Và đợi đến ngày em chuyển về thôi. Rất là đẹp các bác nhé. Những cái cây này thì những cái cây nhỏ hơn thì em nhập về sẵn vườn để cho những khách hàng mà qua vườn thì bác có thể lựa chọn. Những cái cây nhỏ. Nhỏ nhưng mà rất là đẹp các. Nhỏ có vỏ rất là đẹp. Các có thể thấy. Khách hàng nào mà muốn qua vườn xem trực tiếp thì có thể là nhắn tin Zalo em sẽ gửi vị trí cho các bác nhé. Hiện tại thì số lượng hàng về thì khoảng tầm 30 cây. Nhưng mà khoảng tầm 18 cây thì khách đã đặt rồi coi nhá. Thì em chỉ còn tầm khoảng 12 cây thôi. Thì bác nào mà quan tâm về dòng nịu đỏ Ấn Độ này, các bác muốn chơi một vài cây để làm bonsai phong thủy cho gia đình mình thì bác có thể là eBay cho em nhá. Thì em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác cả về cách trồng cũng như là phương thức thanh toán này, vận chuyển như nào này, làm sao cho đảm bảo cây cho các bác đến tận nhà cho các bác có thể chơi ngay. Hàng này nếu mà các bác có thể là các bác chê cái chậu hơi xấu một chút thì các bác có thể là chuẩn bị một cái chậu nó đẹp hơn. Thì về nhà bác chơi, các bác chơi lâu thì bác làm cho những cái bể khoảng tầm 1m2 đến 1m4 thì các bác sẽ cho đất các thứ vào đấy thôi. Nịu này thì cũng khá là dễ trồng, các bác có thể là cho đất này, một ít sơ dừa thôi để cho nó giữ ẩm cho cây thôi, rất là đơn giản các bác nhé. Đó thì là hôm nay thì rất là nhiều khách hàng muốn em giới thiệu về dòng nịu thì em cũng lên đây để giới thiệu cho các bác về dòng nịu Ấn Độ. Dòng này dòng nịu Ấn Độ nhá, còn một dòng nịu đánh đất nữa các bác nhé. Dòng nịu đấy rất là rẻ thôi, hơn 10 triệu một cây thôi. Bác nào quan tâm thì liên hệ với em nhé. Dòng đấy thì em cũng có rất là nhiều, chốc thì em sẽ chè đảnh lên cho các bác xem. Để các bác quan tâm thì các bác có thể là nhắn tin cho em nhé. Còn em xin tạm dừng video tại đây. Chúc tất cả các bác thật là nhiều sức khỏe và luôn mua những cây trồng chất lượng. Em chào tất cả các bác.